Mạo danh Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước bán thuốc thông qua fanpage Sơ Anna Nguyễn Thị Hồng Nhung. Những ngày qua, văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường ghi nhận một fanpage với tên gọi là Sơ Anna Nguyễn Thị Hồng Nhung. Trang này gắn định danh là nhà thờ Công giáo, y tế và sức khỏe. Trang này giả danh một tên gọi là Sơ Anna Nguyễn Thị Hồng Nhung của dòng Mến Thánh Giá xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Rồi trang này lại tiếp tục dựng nên một câu chuyện. Sơ Nhung này được Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước tư vấn về bài thuốc chữa bệnh xương khớp. Từ việc giả danh là Sơ, là Đức Cha và câu chuyện được dựng nên, họ bắt đầu lừa đảo rất nhiều người qua việc liên hệ tư vấn bán thuốc. Sau khi trình bày với Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước và liên lạc với những người có liên quan, chúng tôi khẳng định Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, quý cha hay quý sơ, sẽ không bao giờ bán thuốc hay tư vấn về thuốc. Nếu có bất cứ một trang web hay trang mạng xã hội nào lấy danh là Đức cha hay quý sơ để bán thuốc hay tư vấn về thuốc, thì đều là giả mạo hoàn toàn. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một vài hình ảnh và cuộc hội thoại mà họ giả danh là Đức cha gọi điện thoại đến để tư vấn và bán thuốc cho một vài người. Dạ alo ạ. Alo. Đây là con là Tùng Lê đấy hả con? Dạ đúng rồi ạ. Đây là có phải là con nhắn cho chị Nhung đấy, bảo cha thăm khám cho con về căn bệnh xương khớp đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Dạ xin hỏi anh là ai vậy? Tức là sơ không có nói với con hả? Dạ không ạ. Đây là cha, là cha Tước. Dạ cha Tước. Cha Tước. Tức là cho Nhung là sao có nói cho con biết không? Dạ không ạ, con có gặp trên mạng là sao nói là có cha giới thiệu chữa bệnh rất là hiệu quả, con đang bệnh. Tức là hiện tại thì con đang sinh sống ở đâu hả con? Dạ con ở Long An ạ. Long An là ở Bình Phước đấy hả? Dạ Long An ở miền Tây dạ. Dạ, xin hỏi anh có phải là Đức Cha Tước không ạ? Đúng rồi, đấy tức là... Dạ, con chào Đức Cha ạ. Rồi, tức là dì Nhung thì đấy có nhờ cha là thăm khám cho con xem là cái bệnh tình như nào. Đấy, thế là bây giờ là cha gọi cha hỏi xem là cái sức khỏe như nào, giúp đỡ được thì cha giúp đỡ cho, chứ không thì là cha không có khả năng, nhớ. Dạ, dạ. Dạ con, theo con được biết, con nghe anh em trong đạo... giới thiệu con là Đức Cha Tước là ở giáo phận Phú Cường phải không ạ? Đúng rồi. Dạ, dạ. Con đang bị đau cái cột sống với lại cái váy cổ đó. Dạ, cha có thể giúp con được chữa trị cho lành bệnh được không ạ? Rồi, về vấn đề điều trị này là có được hay không đấy thì là để cha thăm khám cho con thêm. Con khám, gặp cha khám cho con ở ở đâu được ạ? Về cái vấn đề này, nếu như là cái vị trí địa lý nó xa quá thì có thể là cha thăm khám cho con là với cái thời gian bị bệnh tình, người ta gọi là tuổi thọ bệnh đấy, với cái mức độ bệnh thì cha sẽ là cắt thuốc, cắt thang, cha giải về nhà cho mình, điều trị tại cái nhà. Dạ, 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 anh chị xin cha hướng dẫn con à. Rồi, đau vai gáy. Dạ. Với cả là cuộc sống, tình trạng này thì nó là thoái hóa đốt sống lưng và sống cổ. Dạ dạ. Đấy. Rồi tức là con là bây giờ là bao nhiêu ký rồi con? Dạ con hiện giờ con khoảng tầm 46 ký. Tức là sao, là gầy gò ốm yếu thế hả con? Dạ con bệnh hoài là con thêm cái bao tử nó con ăn không có được. Dạ thì, là, thì đến đây với cha đấy thì cha cũng có thể là giúp đỡ cho con là về căn bệnh bao tử, nhưng cái quan trọng là có đủ là cái bệnh hình như thế này đấy thì là cha cũng không biết là khả năng cha có điều trị được không, thì cha sẽ thăm khám thêm cho anh chưa?
Dạ, cha cứ nói cái phương thức thăm khám như thế nào, nếu mà con uống mà cảm thấy hết rồi con sẽ hậu tạ cha nhiều ạ. Dạ. Cái này thì là sẽ là nói sau khi nào khỏi bệnh thì là lúc đấy cũng không có muộn đâu nghe chưa. Dạ. Như vậy đấy. Thì con đến có gặp cha ở đâu được ạ? Về cái vấn đề này đấy, thì cha có thể là sẽ kết bạn qua cái Zalo của con. Cha sẽ gọi qua, cha xem cái thể trạng của con là như nào. Cha kê thuốc, kê thang, cha gọi về nhà cho mình để điều trị tại cái nhà cũng được, con nghe chưa? Nếu như phải tăng giảm cái liều lượng, thì cha sẽ là bảo con là tăng, và cần giảm thì sẽ là giảm. Bởi vì là cái căn bệnh xương khớp này nó không phải như cái bệnh tim, cho nên là mình không phải là bắt mạch gì cả. Chỉ cần mình biết là cái tuổi thọ của bệnh cũng như là cái mức độ bệnh tình thì mình sẽ là kê thuốc kê thang được. Và cái thể trạng chiều cao cân nặng của con, cha sẽ là kê thuốc kê thang đúng theo là cái thể trạng của mình. Thì cha sẽ là gửi thuốc gửi thang về nhà cho mình để điều trị tại nhà, nghe chưa vâng? Dạ, tại vì con có muốn đến để do cha khám cho nó bệnh tình con nó chính xác á. Con cũng gần cha, con ở Long An nè, sát bên Bình Dương, để con chạy qua cũng được. Chạy qua con để con biết chỗ cha là mốt có gì con ghé thường xuyên con thăm cha. Rồi, và cái vấn đề là bệnh tình như thế này đấy, thì cái đại cha là hỏi thêm một chút. Đấy là cha có xem là có điều trị được không? Đấy, nhá. Khi mà bị bệnh xương khớp thì cha không cần phải là bắt mạch cho con làm gì cả. Đấy. Khi mà bệnh xương khớp này thì cha chỉ cần là biết cái mức độ bệnh tình của con thôi, cha sẽ kê thuốc kê thang cho con. Rồi, bây giờ tôi nói thật với anh, qua những câu nói trên là tôi đã biết anh là người giả mạo. Vì tôi nãy giờ tôi rất thử anh rất là nhiều câu nói. Anh không phải là Đức Cha Tước ha. Bây giờ tôi đề nghị anh ngưng việc này để lừa đảo những cái tín đồ mà thiếu hiểu biết ha. Nếu anh mà còn vi phạm tôi sẽ đưa ra pháp luật. Rồi tôi ha. Rồi ra cái vấn đề này thì tôi sẽ đưa anh ra pháp luật. Và những cuộc gọi và những lời nói chuyện của tôi và anh, tôi đã ghi âm và ghi hình rõ ràng, có thể là bằng chứng để tôi ra công an và sẽ truy tố anh. Tôi yêu cầu anh ngưng việc này, không lợi dụng chức danh của người khác để mà lừa đảo người khác, nghe chưa? Tôi bây giờ tôi nói với anh có nghe hay không? Rồi anh nói đi. Tôi đề nghị anh ngưng ngay việc này nhé. Rồi nói xong chưa? Mình nói xong chưa? Chúng mà nói xong rồi đúng không? Thế là bây giờ đến lượt tôi nói là anh có nghe không? Anh nói đi. Đấy. Thì là về cái vấn đề là mình bảo là lừa đảo đấy hả? Anh mạo danh người khác để mà trục lợi cá nhân của anh về vấn đề kinh tế hoặc vấn đề đạo đức gì đó, tôi không cần biết, nhưng mà anh đã vi phạm mạo danh người khác. Rồi. Đã nói xong chưa? Rồi. Thế bây giờ tôi đang nói, nghe tôi nói nghe chưa? Đấy. Thế bây giờ là người nói phải không người nghe chứ. Thế là cứ để cho là anh nói một mình, thế tôi là không tiếp thu được nhiều nghe chưa? Đấy. Thế là bây giờ là tôi nói với anh như này. Là tôi không biết là cái từ ngữ là lừa đảo của anh thì là nó như thế nào. Đấy, bởi vì là bản thân của tôi không chẳng lừa đảo ai. Tôi không chẳng lừa đảo của anh là nhìn nào. Anh mạo danh người khác mà anh không phải lừa đảo là như thế nào? Đồng hàng trăm tỷ đồng chứ tôi lừa là làm gì, là 100,000-200,000 của các anh chứ đúng không? Tôi không cần biết, nhưng mà anh đã mạo danh người khác như vậy là không có đúng về pháp luật. Tôi có thể đưa anh và những cái hình ảnh ghi âm và video này đến công an để tôi sẽ tìm anh. Rồi, bây giờ tôi hỏi anh nhé. Rồi. Anh có phải là Đức Cha không? Bây giờ đó tôi cũng đang là học ở một cái trường như này để lên là vị trí linh mục. Anh là tên gì? Anh làm có thể nào mà lên được vị trí linh mục? Hả? Anh học cái gì mà được có thể lên vị trí linh mục? Hiện giờ anh đang ở đâu? Học viện đó là đại chủng. Gì chứ? Anh hỏi là tôi là học cái gì để lên vị trí linh mục hả? Cái đó là cái câu hỏi phụ, và câu hỏi chính của tôi là anh có phải là Đức Cha Tước không? Phần vấn đề là Đức Cha Tước này đấy, thì tôi cũng là theo Cha Tước rất là nhiều. Tại sao lúc nãy
cha là thăm khám cho là mọi người đấy, thì tôi cứ tại sao lúc nãy nói như vậy tôi cũng sai đấy, tôi cũng là nói là tất cả mọi người. Nhưng mà về vấn đề là anh bảo tôi lừa đảo thì là... Tại sao anh mạo danh người khác? Tại sao anh mạo danh người khác để mà anh nói chuyện mà để anh phương hướng anh chữa bệnh? Tôi cũng là thân cận của cha Tước đấy, cũng là cùng cha Tước và ở đây đấy, thế là cha Tước là cũng là giúp đỡ là mọi người như này, thì tôi mà đứng ra tôi là phải vì đánh giá rất là bận mà. Anh khẳng định đúng không? Là Nguyễn Tấn Tước không phải là Đức Trang Nguyễn Tấn Tước đấy, tôi nhầm mà đấy, anh cứ không nói là họ tên làm tôi cứ nhầm. Anh cứ nhầm thế nào? À, tôi nói là Đức Cha là Đoàn Bá Tước, tôi mình có biết đến không? Rồi ok, nhưng mà tôi khẳng định rằng anh mà mạo danh như vậy nữa, tôi sẽ nộp lên công an những cái bằng chứng như thế này. Tôi đã ghi hình và ghi âm. Vấn đề này là anh nói tôi tiếp thu rồi nhé. Rồi anh tiếp thu. Đó là đi lễ đấy, gọi là sửa tội, bởi vì là những việc tôi làm bây giờ tôi cũng cảm thấy là tôi sai. Đấy là cảm ơn anh đã góp ý như vậy, là tôi tiếp thu nghe chưa. Kính thưa quý vị và các bạn, đứng trước những hiểm họa nguy hiểm của các trang web và trang mạng xã hội mạo danh này, chúng ta hãy cảnh giác và thông báo đến mọi người để tránh đi những thiệt hại về tiền của và sức khỏe không đáng có. Và chúng tôi cũng khẳng định lại một lần nữa rằng Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, quý cha hay quý sơ, sẽ không bao giờ bán thuốc hay tư vấn về thuốc. Nếu có bất cứ một trang web hay trang mạng xã hội nào lấy danh là Đức cha hay quý sơ để bán thuốc hay tư vấn về thuốc thì đều là giả mạo hoàn toàn.